xin chào các bác nhé. Em lên sóng một con máy lọc không khí bùa khử mùi Panasonic, ngon bổ rẻ lành bền. Con này thì ngày xưa là khá là vip luôn các bác. Tại thời điểm này thì máy lọc không khí nó quá rẻ rồi. Một vài năm trước thì con này có giá thì xấp xỉ loanh quanh 4 triệu, bây giờ có giá 1,7 triệu đấy các bác nhé. Bảo hành 1 năm, nguyên zin tuyệt đối 100% luôn. Đấy, từ màng HEPA cho đến màng than, màng ẩm, phần vỏ, tất cả mọi thứ nguyên zin, giá bán là 1,7 triệu. Lại đấu biến áp điện 220V rồi. Lọc không khí thì cái bụi mịn dạo này rất là nhiều, bay trong phòng rồi bội bông vải khử mùi. Đấy, các bác nào mà còn một con thì các bác lấy con này nhé, dòng Pana. Thì hai số điện thoại giao dịch mua hàng bên em có Zalo, hai kênh YouTube, có xem kênh thì xem, xin một cái đăng ký kênh để ủng hộ bên em nhé. Tất cả mặt mũi này, mặt nhũ nguyên zin, công nghệ nano khử khuẩn của Panasonic FVX60. Con này các bác dùng cho phòng loanh quanh khoảng 30-35 m², công nghệ eco. Đấy, và tắt bật nano thì các bác này nhé, báo phần trăm độ ẩm. Đấy, lọc không khí bùa ẩm tự do không có nước, máy đóng cửa lại không chạy này. Đấy, tít tít rồi các bác. Đấy, chuyển sang chế độ này chỉ lọc không khí. Trong chế độ này thì các bác có thể điều chỉnh được tốc độ lọc nhé. Tắt eco đi thì các bác điều chỉnh được. Eco này nó chế độ chạy tự động mà, nhanh chậm tự động các thứ đây. Điều chỉnh khử mùi, hướng cửa. Con này thì màng HEPA của nó zin, theo máy vẫn còn rất là tốt. Và zin coi nhá, cái giấy này thì cái tay mình sờ lên nó hay bị vết này thôi, thì còn cái màng này của nó vẫn còn rất là tốt, màng cực dày coi nhá. Đối với cái dòng E65 này, màng HEPA nó rất là dày. Đấy. Than này cũng dày khử mùi tốt. Than này thì các bác có thể rửa đi phơi khô dùng lại, ok luôn. Màng HEPA này khi dùng một vài năm thì các bác thay mới, mấy trăm nghìn thôi. Bên này là bình nước bùa ẩm, các bạn, bình rất là to trắng nha. Bảng tạo ẩm còn rất là mới này, rất đẹp. Ngày hanh khô ấy, nhất là thời tiết của miền Nam hoặc là miền Bắc, thì vào những cái ngày mà thu chuyển sang đông ấy, thì rất là hanh khô, nên các bác phải cho nước vào bùa ẩm hoặc là mình dùng điều hòa. Mình dùng điều hòa thì nó sẽ bị khô phòng, mình cho nước bùa ẩm tăng độ ẩm lên. Thường thì dưới 50 thì các bác bùa, còn không thì tầm 60 này trở lên thì ok rồi. Đấy, hoặc là những cái khử mùi hôi thuốc lá trong phòng, nấm mốc bằng công nghệ nano lọc bụi mịn bay lơ lửng bằng màng HEPA. Đây là một cái máy test bụi mịn các bác nhé, xem chất lượng không khí này. Chất lượng không khí hôm nay này, khá là ô nhiễm đấy các bác. Đấy, đặt trên 90 này thì quá ô nhiễm rồi, dưới 75 thì là an toàn. Số càng nhỏ thì càng tốt các bác nhá. Để cho máy test thử này, thỉnh thoảng em test tí cho các bác thấy hiệu quả của nó thôi, nhưng mà cũng không mấy khi là test, vì cái máy là không khí nào chắc chắn ra cái không khí đây cũng sẽ rất hiệu quả, rất là sạch, 100% là như vậy. Tất cả các không khí hút bẩn bay lơ lửng bụi ở đây ra, hút vào đây bám vào màng thì thổi qua đây cộng với nano khử khuẩn thì sẽ ra cho là luồng không khí đấy rất là sạch các bạn, có 20 thôi này. Đấy, cực sạch luôn nhé. Cho nên là các bác mua máy không khí Nhật nó rất là hiệu quả luôn. Em đấu biến áp điện 220V rồi, có 1,7 triệu thôi. Phí ship đi toàn quốc là 100.000 các bác nhé. Chào các bác.